Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Qua các cái video trước thì tôi tin chắc rằng các anh chị đã hiểu về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp iBond tại công ty chứng khoán Techcom Security rồi đúng không ạ? Có lẽ thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị rất là rõ về các cái cách thức mà để mình thực hiện mua các cái trái phiếu doanh nghiệp iBond mà công ty chứng khoán Techcom Security đang phân phối, để mà làm sao đơn giản hóa nhất cái cách thức thực hiện mua một cách đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nhất cho các anh chị khi thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Có lẽ anh chị sẽ rất là happy, rất là thoải mái khi mà thực hiện các cái giao dịch như tôi sẽ hướng dẫn tại cái slide và trên cái màn hình như sau ạ. Xin mời các anh chị và các bạn theo dõi ạ. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin chào anh chị và các bạn đã đến với chuỗi các bài giảng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến các cái nội dung bài học về cách mua trái phiếu doanh nghiệp iBond, và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn mua cái trái phiếu trên ứng dụng TC Invest của Techcom Security. Hai nội dung này sẽ giúp cho các anh chị dễ dàng hình dung cái việc mua bán trái phiếu của mình rất là đơn giản và có minh họa bởi thực tế ạ. Trước khi vào cái video chi tiết thì tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị là nhà đầu tư nào sẽ nên xem video này. Thứ nhất đó chính là các nhà đầu tư mà có nhu cầu tìm hiểu về cái quy trình mua trái phiếu doanh nghiệp từ TCBS, tức là mình tìm hiểu thôi, mình tìm hiểu để xem là thực hiện mua như thế nào, giao dịch như thế nào, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Các nhà đầu tư mới và đang muốn tìm hiểu thêm các cách thức đầu tư mới tại TC Invest. Có thể đó là các nhà đầu tư đã giao dịch mua cổ phiếu rồi, mua quỹ rồi, thì bây giờ mua trái phiếu làm như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. Các cái cách mua trái phiếu doanh nghiệp iBond tại TC Invest. Ở đây tôi muốn chia sẻ rõ với các anh chị là trái phiếu iBond là một cái tên thôi, một cái tên gọi của Techcom Security. Họ đặt ra các cái trái phiếu mà họ bán ở trên cái ứng dụng của mình. Nó rất là đơn giản như vậy thôi, không có cái gì là nó cao siêu cả đâu. Thế thì chúng ta sẽ có các cái cách mua như thế nào? Thứ nhất là chúng ta mua online trực tiếp của TCBS. Tức là sao? Tức là chúng ta vào cái ứng dụng ấy, TC Invest ấy, chúng ta đặt lệnh trái phiếu ạ. Nếu các anh chị có cái tài khoản TC Invest rồi thì các anh chị có thể vào đặt lệnh cái trái phiếu, nó rất là đơn giản. Thì tôi sẽ mô tả cho anh chị nhìn thấy đây ạ, cái màn hình đặt lệnh trái phiếu đấy ạ. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Cách thứ hai để thực hiện mua trái phiếu là các anh chị mua của các nhà đầu tư khác, không phải của TC Invest. Đó, rất là dễ thôi. Có rất nhiều các nhà đầu tư đang giao dịch tại cái nền tảng TC Invest của Techcom Security, và anh chị có thể mua các cái trái phiếu trên đó, đúng không ạ? Đây ạ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ giao dịch ở đâu? Chúng ta sẽ giao dịch tại cái màn hình thỏa thuận trái phiếu. Đây là cái menu mà để cho các nhà đầu tư thực hiện trao đổi mua bán với nhau. Và tôi hay gọi một cái thuật ngữ rất là thân quen, đó chính là cái chợ giao dịch trái phiếu. Nó dễ dàng, dễ hiểu, đúng không ạ? Có người mua, có người bán ở trên đó, và mọi người có thể tự do trao đổi, thuận mua vừa bán, đặt giá, đặt số lượng với nhau, không cần phải bị một cái quyết định nào ràng buộc, đúng không ạ? Còn một cách thứ ba mà chúng ta có thể mua, đó chính là chúng ta mua offline của người bán. Cái cách này thì thực hiện như thế nào? Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ mua của những người thân bạn bè
và chúng ta thực hiện qua quầy giao dịch của TCBS hoặc là gì, của ngân hàng Techcombank. Ở đây có thể được hiểu là gì, nó giống như truyền thống ấy, chúng ta cùng nhau đến ký một cái hợp đồng mua bán, mua trực tiếp với nhau và đến nhờ bên TCBS hoặc bên Techcombank họ xác nhận cho mình đấy, họ chuyển đổi cái quyền sở hữu của mình, vì là TCBS là đơn vị quản lý cái quyền sở hữu trái phiếu được nhận ủy quyền của tổ chức phát hành để quản lý cái việc đó đấy. Thế nên chúng ta phải qua đó xác nhận. Thế sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị mua trái phiếu trên ứng dụng TC Invest của Techcom Security một cách là rất là đơn giản. Các anh chị sẽ dễ hình dung, sẽ view tổng quan được luôn để mà có thể là xem cái cách mua ở trên ứng dụng TC Invest nhá. Đây là một cái màn hình giao dịch đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Đó, anh chị có thể nhìn thấy luôn nhé, đặt lệnh trái phiếu, thỏa thuận trái phiếu này. Hoặc là các anh chị có thể vào chuyên mục trái phiếu thì để nhìn thấy dễ hơn. Đó, thế chúng ta sẽ mua tại TCBS thì chúng ta sẽ vào đặt lệnh trái phiếu này. Đấy, rất là dễ đúng không ạ? Có danh sách các cái trái phiếu mà TCBS họ đang phân phối này. Anh chị có nhìn thấy không? Rất là nhiều. Và chúng ta có thể đặt lệnh mua ở đây. Đấy, chỉ cần nhập mã ở đây, là nhập số lượng ở đây là có thể là mua được rồi, đúng không ạ? Hoặc là anh chị có thể vào xem chi tiết này. Đó, anh chị có thể vào xem chi tiết. Ví dụ đây là trái phiếu Vinpearl nhé, của công ty con tập đoàn Vingroup. Đấy, rất là dễ này. Đây nó có dòng tiền định sẵn cho các anh chị này. Nhìn rất là dễ đúng không ạ? Đó, và thông tin cái trái phiếu đây anh chị xem ở đây. Đó, và các anh chị có thể xem phân tích của công ty ở đây. Các báo cáo đánh giá mà TCBS họ đánh giá này rất là dễ rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể là nhìn đầy đủ các thông tin để chúng ta đầu tư rồi, đúng không ạ? Rất là dễ. Nếu anh chị mua của các nhà đầu tư khác thì anh chị có thể vào cái phần thỏa thuận trái phiếu nhé. Anh chị có thể thấy là có rất nhiều người mua và người bán đây ạ. Đấy, các nhà đầu tư đang bán đây, hiện tại có 80.8 tỷ giao dịch. Thế thì cách thức thực hiện mua như thế nào? Nếu mà chúng ta mua theo đúng với cái giá của bên bán họ bán thì chúng ta chỉ cần ấn kích vào nút mua này là xong. Đấy, đây là chúng ta có thể nhìn thấy luôn này, đơn giá này. Và số lượng thì hiện tại đang bán là 10.328 trái phiếu. Thì chúng ta muốn mua ít hơn thì chúng ta mua 10 đấy chẳng hạn. Chúng ta nhập vào đơn giản thế thôi. Dễ không? Rất dễ đúng không ạ? Đặt mua thì chúng ta ấn đặt mua thôi. Đấy, đặt mua trên này này. Xác nhận thôi là xong. Đúng không ạ? Xác nhận được, ký hợp đồng là xong đấy ạ. Rất dễ. Cách thứ hai mà chúng ta muốn mua ấy thì chúng ta giao, tức là chúng ta chào mua ấy, thì chúng ta cũng vẫn vào cái phần thỏa thuận giao dịch trái phiếu này. Chúng ta chọn một cái mã trái phiếu nhá. Đấy, chúng ta chọn cái mã này nhá. Tôi ví dụ nhá. Đó, đấy. Và bây giờ chúng ta đặt một cái đơn giá. Đấy, tôi ví dụ như đặt một đơn giá là 102 này. 000 này, đúng không ạ? Chúng ta mua 10 trái phiếu. Thì sau khi đặt mua ở trên này ấy, là giá sẽ được hiện ở trên cái giao dịch chợ này luôn, nó sẽ hiện trên chợ này. Đó, rất dễ. Đây, chúng ta vào đây này. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta vào đây này, chúng ta xác nhận ký hợp đồng này. Và chúng ta lấy cái mã OTP ấy, thì mình phải có một cái ứng dụng TC Invest nhé. Xong bạn vào cái chuyên mục đăng ký OTP ấy, ở ngay cái trang chủ màn hình ấy. Đó là các bạn sẽ thấy được cái mã OTP luôn. Ví dụ mình nhập mã OTP vào đây. Đấy, như vậy là mình đã ký hoàn thành rồi đấy. Rất là dễ đúng không ạ? Như vậy là các anh chị đã vừa thực hiện mua trái phiếu trên ứng dụng TC Invest cũng như là hiểu các cách thức giao dịch. Thế thì để thảo luận thêm về các cái kiến thức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS thì anh chị sẽ vào cái cộng đồng nhà đầu tư Techcom Security trên Facebook. Tôi có để cái đường link rất là dễ đấy rồi ạ. Các anh chị có thể vào xem ạ. Thứ hai nữa là gì? Để đăng ký mở cái tài khoản free thì anh chị hãy vào cái phần link mô tả hoặc là phần bình luận, hoặc là anh chị có thể là vào trực tiếp website, tùy các anh chị ạ. Thứ ba nữa là để có người đồng hành đầu tư hỗ trợ các anh chị trong quá trình đầu tư thì anh chị hãy nhập cái mã 105C041670 để mà ghi nhận là
Tôi là một người hỗ trợ các anh chị trong quá trình tư vấn đầu tư, hoặc là anh chị hãy nhập vào cái mã trong cái màn hình giao dịch để ủng hộ cho tôi trong quá trình mà tôi đã chia sẻ cái video này, đúng không? Thứ tư đó là anh chị hãy truy cập vào website tiền của tôi.vn để mà học 26 bài học đầu tư trái phiếu tại TCBS miễn phí. Tôi để rất là chi tiết cho các anh chị. Rất là cảm ơn các anh chị đã xem cái video này và có những ý kiến đóng góp, có những cái chia sẻ, có những cái góc nhìn khác, anh chị hãy comment và đồng thời hãy like để mà lan tỏa những cái nội dung hữu ích của cái video này tới tất cả mọi người các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.